Xin đi đoàn chúng ái mến chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin đi đoàn. Bây giờ thì khoảng 18 giờ ngày cuối tuần, thứ bảy máu chảy về tim, ngày 17 tháng 6 2023, Xin đi đang đứng ở bến Bạch Đằng và rất là vui mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bến Bạch Đằng. Mà lâu lắm rồi Xin đi cũng không có đi bến Bạch Đằng, cũng muốn chia sẻ một buổi chiều cuối tuần của Sài Gòn gửi tới anh chị và các bạn. Bến Bạch Đằng bên dòng sông Sài Gòn Hiền Hòa chị ha, bên kia là Thủ Thiêm, vùng đất Thủ Thiêm. Anh chị thấy ngày hôm nay thì nó thay đổi nhiều anh chị, rất là nhiều. Và đây là con đường bến Bạch Đằng để chúng ta đi về Hải quân công xưởng hạng đóng tàu Ba Son. Và cũng xin cập nhật với anh chị, ngày xưa đó cái cầu phía trước mặt anh chị khánh thành vào cuối tháng 4, cách đây khoảng 2 năm, có tên là cầu Thủ Thiêm 2, nhưng mà bây giờ đặt là cầu Ba Son anh chị. Và chúng ta sẽ kêu đó cầu đó là cầu Ba Son. Rồi bây giờ thì mời anh chị cùng đi với Sunny ha, coi cập nhật cái không khí bến Bạch Đằng vào ngày cuối tuần như thế nào. Rồi, chia sẻ với anh chị, nơi đây là ngay chỗ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo này. Bây giờ Sài Gòn anh chị thấy nó thay đổi, trước mặt anh chị đó là cái khu vực tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó, với những cái building chọc trời anh chị thấy quá nhiều thay đổi. Và chúng ta cùng nhau xuất phát từ đây anh chị ha. Cái góc mà Sunny đang đứng là ngày xưa là khách sạn nổi 5 sao, một khách sạn nổi 5 sao rất nổi tiếng vào những năm 90-2000 anh chị. Nhưng mà sau đó thì dời đi, bây giờ nó trở thành một bến tàu, bến sông. Nó có quán cà phê, có nhà hàng. Bây giờ chúng ta đi. Cũng rất là vui Sunny thực hiện cái hình ảnh bến Bạch Đằng mà trước khi mà làm lại, nó còn những cái nét ngày xưa. Rồi chúng ta đi anh chị. Anh chị thấy là qua đường một cách rất là khó khăn anh chị ha, dòng xe nườm nượp. Đây, khu vực bến sông thì ở đây thì có quán cà phê rồi, chúng ta cũng có thể trải nghiệm bến sông từ bến Bạch Đằng mà về tới Thủ Đức, ngay chỗ mà Bình Quế Thanh Đa đó anh chị. Chúng ta lưu luyến nhìn lại tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo anh chị ha, ngài vẫn đứng đó theo năm tháng thời gian.
chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi. Bữa nay thời tiết thì cũng đẹp anh chị, trời không nắng và cũng không mưa. Mấy hôm nay thì thời tiết Sài Gòn thì sáng nắng chiều mưa, sáng thì nóng bức oi ả lắm, nhiệt độ rất là cao, nhưng mà buổi chiều thì nó dịu mát hẳn. Đây khu vực quán cà phê rồi. Chúng ta có thể trải nghiệm bớt sông anh chị ha, vào buổi tối cuối tuần đi trên sông Sài Gòn Water Bus, Sunny thường gọi là bớt sông. Đây là cái quán cà phê nè. Chúng ta có thể tới đây uống cà phê. Một điều xin đi thấy ở đây thì bến Bạch Đằng rất ít những cái toilet công cộng. Đây là một cái video clip mà anh chị chúng ta đi dạo cùng với Sunny thôi. Cuối tuần cũng có thể ra đây uống cà phê với bạn bè, người yêu. Với điều kiện trời đừng mưa anh chị ha. Ở đây thì chỉ đi vào buổi chiều thôi anh chị, còn buổi ban ngày thì nắng lắm. Rồi. Thì khi mà đứng ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhìn, góc nhìn rất là đẹp về bến Bạch Đằng. Đó. Thay đổi rất là nhiều. Đây là một cái clip mà Sunny cứ đi dạo thôi, đi dạo cùng với anh chị ngắm nhìn. Đây. Nhìn góc này thì đâu có thua gì nước ngoài anh chị ha. Rất là đẹp. Và ở đây thì chúng ta nhìn về cảng Sài Gòn, dòng sông Sài Gòn, và bên kia là Thủ Thiêm. Và đây là có những chiếc ghe để chở mọi người đi dạo nè anh chị. Bên kia thì Thủ Thiêm, bây giờ quận 2, quận 9, Thủ Đức, hình thành thành phố Thủ Đức rồi anh chị. Rồi, nhà thờ Thủ Thiêm mé bên kia rồi anh chị, đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Các bạn trẻ thì ra đây có một cái góc để chụp hình. Quán cà phê. Mình đi nha anh chị. Hôm nay Sunny tìm một chút gì đó thanh bình, những làn gió mát của bến Bạch Đằng. Sau khi cải tạo lại thì nó là một cái thảm cỏ xanh, có hệ thống đèn, và tiếc một cái là cái hệ thống cây xanh.
không có, nên ban ngày rất là nắng, nắng lắm. Hôm nay thì mọi người cũng thứ bảy mà anh chị, mọi người cũng nghỉ việc nên cái lượng xe gắn máy, xe hơi ở ngoài đường thì cũng rất là ít. Thường thường ngày thì giờ này là giờ tan tầm, tan ca đó, thì kẹt xe luôn. Đa số là bạn trẻ thôi anh chị, bạn trẻ ra đây thôi, thôi tụi trẻ mà. Tụi trẻ thì luôn luôn lúc nào cũng vui, mà khi nhìn các bạn trẻ thì chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng, rất là thích những nụ cười, những ánh mắt, sự hồn nhiên. Nhí nhảnh hồn nhiên, nhí nhảnh hồn nhiên, còn sinh y nhí nhảnh hồn nhiên như điên. Thì ở đây thì có những cái điểm mà chúng ta cũng có thể ghé uống cà phê. Đây anh chị, còn sót lại một cái cây đa từ ngày xưa đến giờ. Đây ga tàu cao tốc Bạch Đằng, đây là cái địa điểm để đi Vũng Tàu anh chị, xuất phát từ đây để đi về Bạch Vinh của Vũng Tàu. Thì cũng nghe nói thì cái ga tàu cao tốc thì thuê ở đây một thời gian, nhưng mà bây giờ người ta không cho hoạt động nữa. Để hôm nào xin đi trải nghiệm cái ga tàu này, coi giá vé cập nhật bao nhiêu, để chia sẻ với anh chị. Ở đây thì cũng có quán cà phê. Ở đây chúng ta nhìn một cái gốc cầu Ba Son kìa. Đây là cái góc mà khách sạn Majestic, con đường Đồng Khởi Tự Do nè anh chị, con đường Katina ngày xưa. Một điểm yếu là ở đây thì toilet công cộng thì không có anh chị, không có. Giả tỷ mình buồn quá thì không biết đi đâu để tâm sự đây. Đó là một cái điểm yếu. Còn thì xin đi thấy thùng rác nè khắp nơi, và đặc biệt là từ nãy giờ thì xin đi không thấy bán hàng rong, tại vì có những cái anh bảo vệ đó khắp nơi anh chị. Bán hàng rong thì nó cũng rất là phức tạp, giá cả thì nó cũng cao đó. Nếu anh chị đi mua ăn đi thì cũng có thể ghé đây, giá cả cũng hợp lý lắm anh chị. Ví dụ như cà phê sữa đá mà Sinh Y thường uống nha, cà phê đá xay 55.000, coffee with milk 55.000, cà phê đen đá 35.000, cà phê truyền thống của mình là 35.000 thôi. Còn một số cà phê mà đá xay nó có sinh tố thì nó 60.000 một ly, 60.000. Còn cà phê sữa đá là 40-35 thôi. Giá cả đối với vị trí này ngắm cái view thì cũng hợp lý. Bầu trời nó dạ, chiều nó dạ lên xanh đẹp quá anh chị. Thì chiều thì có một số người cũng lựa chọn bến Bạch Đằng nơi làm tập thể dục, rồi chúng ta đi về cái hướng khách sạn Majestic nha anh chị ha. Ngày xưa đó khách sạn này có tên là Majestic, một thời gian đổi thành Cụ Long, nhưng mà sau này đổi thành khách sạn Majestic anh chị. Đối với ngành du lịch năm nay thì nó cũng vì ảnh hưởng kinh tế anh chị, nên vậy năm nay cái ngành du lịch nó cũng bết bát.
so với những năm trước. Đó là những số liệu mà Sinh Y cũng muốn chia sẻ từ cái nguồn mà báo cáo của ngành du lịch. Nhưng mà Sinh Y quan sát là dễ thấy lắm, cứ đi ra chợ Bến Thành vào những cái ngày cuối tuần thì thấy nó vắng vẻ hơn xưa rất là nhiều. Ngay chợ Bến Thành đó, góc phố rất là thân quen. Quán cà phê ở đây thì có một cái góc rất là đẹp. Sinh Y có gặp anh chị khán giả trên kênh cũng ngồi ở đây là nhâm nhi cà phê tâm sự rồi. Rất là đẹp anh chị, đặc biệt vào buổi sáng anh chị ha. Nói chung là một cái khung giờ nào ví dụ giờ này cũng đẹp nè. Đây vào những buổi tối thì khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ thì trên đây có những chiếc tàu gọi là du thuyền anh chị. Trên đó có nhà hàng, có những chương trình ca nhạc. Khi mà lên đó ăn thì nó sẽ chạy dài trên con sông, dòng sông Sài Gòn này. Chúng ta ngắm cũng rất là đẹp anh chị. Sinh Y đã trải nghiệm và có thực hiện video clip. Anh chị nào muốn là biết là công cách phục vụ như thế nào, giá cả ra sao thì anh chị cứ nói là muốn xem cái clip đó thì Sinh Y sẽ chia sẻ cái đường link. Anh chị bấm vào đường link thế là mình xem thôi. Bên vùng đất Thủ Thiêm ngày hôm nay là một vùng đất vàng với nhiều cái biệt thự mà nghe cái giá rất là chói, chóng mặt, xây sẫm mặt mày 400-500 tỷ có luôn. Người đó, người ta có tiền ghê thiệt. Mà hiện tại thì những cái biệt thự đó thì cũng để trống anh chị, do lý do anh chị cũng biết, cơn sốt bất động sản đi qua, sự điều hưu vắng lặng của thị trường bất động sản nó kéo theo đủ thứ hết. Bất động sản nó kéo theo với điều ngành xây dựng, trang trí nội thất, ngành thiết kế vân vân, nó kéo theo những ngành nghề vật liệu xây dựng đủ hết. Và từ đó nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng đến những cái mặt bằng. Mặt bằng nó đi theo mà anh chị, mặt bằng những cửa hàng á. Rồi, xa xa đó là cột cờ Thủ Ngữ ở bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn. Sinh Y chắc không đi tới đó đâu, Sinh Y đi một đoạn thôi. Bây giờ thì Sinh Y sẽ hướng về con đường Nguyễn Huệ. Cứ mỗi cuối tuần thứ 7 và Chủ Nhật, con đường Bùi Viện gọi là phố Tây Sài Gòn đó, và con đường Nguyễn Huệ trở thành là một cái nơi đi bộ gì để đi như thế này là Sinh Y gửi xe gắn máy. Thì ở đây có rất là nhiều địa điểm gửi xe gắn máy. Anh chị đi chợ cũ Tôn Thất Đạm ngay chỗ Huỳnh Thúc Kháng là có một địa điểm gửi, rất là nhiều cái địa điểm. Bữa nay không khí rất là mát mẻ, trong lành mát mẻ.
xa xa thì anh chị thấy dòng xe cầu quay Khánh Hội, bây giờ nó hết quay anh chị, cầu Khánh Hội đổ từ quận 4 qua bến Bạch Đằng. Và ở đây là cái khu vực phố đi bộ nha anh chị, Nguyễn Huệ. Mình sẽ đi ra khu vực cầu tàu nha anh chị ha. Các chị em chụp hình đa số là các em thôi, đi ra cầu tàu. Và xin đi nhớ những cái hình tài liệu ngày xưa là cầu tàu này là cầu tàu quân đội, nhưng mà bây giờ thì nó trở thành một cái cầu tàu, tương lai là có thể là những chuyến du thuyền sẽ tấp vào. Đó. Nói chung là với không khí rất là nhẹ nhàng và thanh bình. Rồi, xa xa đó là cầu Ba Son, bắt ngay chỗ con đường Cường Để. Ngày hôm nay là tên là Tôn Đức Thắng, qua cầu Thủ Thiêm. Và xa xa đó là Landmark 81, và trước mặt anh chị đó là vùng đất Thủ Thiêm ngày xưa và ngày hôm nay. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui, hôm nay thực hiện một cái clip mời anh chị chúng ta lang thang bến Bạch Đằng cũng lâu rồi. Sunny không có lang thang cùng với anh chị, nhẹ nhàng, thoáng mát. Rồi, bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Và không quên kính chúc cô chú anh chị luôn vui, khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại.